Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thời Điều Vlog. Kính thưa quý vị, trưa ngày hôm nay một cái thông tin cũng rất là nóng liên quan đến câu chuyện của ông Thích Trần Quang về những cái phát ngôn của ông này liên quan đến một số các ngành nghề, đặc biệt đó là với cái ngành luật sư. Có lẽ rằng quý vị khán giả cũng đã từng nghe những cái bài thuyết giảng và đã được xác định là có những cái nội dung gây hoang mang dư luận, không đúng với giáo lý nhà Phật, và đã bị xử lý của ông Thích Trần Quang này là cấm thuyết giảng 2 năm, xử lý từ phía gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với ông này, thưa cô chú anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì liên quan đến câu chuyện cũng là một trong những cái bài thuyết giảng của ông này liên quan đến một số các ngành nghề, trong đó có ngành luật sư, là trong một cái đoạn video clip được loan truyền trên mạng xã hội, ông Thích Trần Quang đã cho rằng đó luật sư đó là những kẻ gọi là nói dối nhiều nhất, và cũng sẽ gọi là bị nghiệp trong cái câu chuyện hành nghề của mình. Tình hình khá là căng thẳng cho thầy khi mà mới đây đó, vì phía chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lên tiếng và đề nghị làm rõ với tất cả những cái nội dung video clip của ông này. Thậm chí đó, nếu như sau khi làm rõ có cái hành vi mà chính xác của ông này đó thì phải gọi là xử lý ông Thích Trần Quang theo đúng quy định pháp luật. Bởi vì đó, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt là nhà sư hay là gọi là công nhân hay là bất cứ một cái vai trò nào ở gọi là đất nước Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Thì bữa giờ thì cũng răng rang cái thông tin thầy bệnh rất là nặng, rồi ngày hôm qua thì đoàn kiểm tra cũng đến để mà làm việc. Nhưng mà theo thông tin của đệ tử của ông Thích Trần Quang này đó thì cho rằng là ông ấy tình hình sức khỏe chưa có hồi phục, xin được dời cái buổi kiểm tra làm việc gì đó đến ngày 4 tháng 8 đó. Thì thông tin chỉ là như vậy, mình chẳng biết cụ thể là có dời được hay không, thì cũng như thế nào. Và cái câu chuyện từ phía Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến tấm bằng tiến sĩ vẫn chưa có những cái kết luận cuối cùng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái sự việc, những cái buổi thuyết giảng của ông này, khi mà phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Thích Trần Quang, thì xác định rõ đó chính là những cái bài thuyết giảng này hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật và gây hoang mang. Có sai đó thì người ta mới xử, thậm chí là sửa luôn cái giới quy y Tam Bảo từ gọi là không tà dâm trở thành không bản phong phản bội, khiến cho nhiều người cảm thấy nghi ngờ và bức xúc. Cụ thể với cái nội dung liên quan đến câu chuyện rất là nóng ngày hôm nay, khi mà vì phía chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lên tiếng về những cái bài thuyết giảng này, khi mà thông tin cho rằng là làm gây ảnh hưởng đến nghề luật sư của họ. Điều này thì cũng đúng thôi cô chú anh chị. Gần đây xuất hiện một video clip thượng tọa Thích Trần Quang thuyết pháp cho rằng luật sư là nói dối nhất. Sau khi video clip này xuất hiện trên mạng xã hội, không chỉ với luật sư mà cộng đồng mạng xã hội đều lên tiếng phản ứng, cho rằng nhận định của ông Thích Trần Quang là ý kiến chủ quan. Là một nhà sư thuyết pháp cho tăng ni Phật tử, nhưng Thích Trần Quang lại lấy một ngành nghề trong xã hội ra để chỉ trích. Chưa nói là nhận định luật sư nói dối nhất đúng sai như thế nào, nhưng với một người thuyết giảng về giáo lý Phật giáo, tưởng rằng không nên làm. Trao đổi với phóng viên Lao Động về nội dung mà ông Thích Trần Quang nói với luật sư nêu trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng buổi thuyết giảng của ông Thích Trần Quang liên quan đến ngành luật sư mang nội dung xuyên tạc sự thật nhằm mục đích phê phán xúc phạm danh dự của nghề luật sư. Xuyên tạc có thể được hiểu là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt mớp méo sự thật về một sự kiện, vấn đề nào đó nhằm mục đích gây hiểu lầm, hoang mang, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, hoặc xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà khi mà đứng thuyết giảng trước cả hàng ngàn người, thậm chí có những buổi thuyết giảng mình thấy rằng là lên đến vài chục ngàn người, vài chục ngàn Phật tử ở chùa. Nhưng mà với những cái nội dung này, rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện mà ông cho rằng luật sư là cái kẻ gọi là nói dối nhiều nhất, rồi câu cá lỡ miệng, rồi chưa đến là những cái ngành nghề khác, từ đến cái trồng cà phê rồi là du lịch, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền kinh tế và cái công việc của rất nhiều cá nhân. Chứ ví dụ như một cái công ty người ta chuyên sản xuất cà phê, rồi cho đến là công ty giỏng chẳng hạn, rồi cái ngành nghề du lịch là cái ngành mà có thể nói là thu hút mang lại rất là nhiều những lợi nhuận trên tất cả các tỉnh thành,
tất cả các gọi là cái tỉnh thành của nước của chúng ta, từ các gọi là địa điểm du lịch. Nhưng mà ông này thuyết giảng như vậy rõ ràng nó mang một cái gọi là cái gì, cái vấn đề liên quan đến kinh tế cực kỳ dữ dội, thậm chí xúc phạm, đưa thông tin không đúng sự thật về cái ngành nghề luật sư đó. Là đo một cái câu chuyện mà nó cực kỳ ghê gớm khi mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là chủ nhiệm về phía truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã lên tiếng cái điều này. Một số luật sư cho rằng ông Thích Chân Quang không nói cá nhân một luật sư nào mà nói chung về giới luật sư, cho nên Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải đứng ra bảo vệ quyền lợi cho giới luật của họ rõ ràng. Tuy nhiên phải giám định làm rõ clip đảm bảo tính xác thực, khi đó thì mới xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thì phải cần giám định rõ, và nếu như có nội dung xuyên tạc và gây mất uy tín và nhân phẩm danh dự làm đến tổ chức cá nhân, thì rõ ràng cái điều này đó thì quý vị có thể hiểu đó chính là 331 nha cô chú anh chị. Mới đây thì tại Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa có một số trường hợp tung video với nội dung sai sự thật lên các nền tảng mạng xã hội đã bị xử phạt hành chính. Còn xúc phạm đến danh dự nhân phẩm người khác cũng đã có nhiều người bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án đình đám nhất liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của Đại Nam, và nhà báo Đặng Thị Hằng Ni đều bị xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì tờ báo này, báo Lao Động.vn cũng nhắc đến cái câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng cũng như là Đặng Thị Hằng Ni, thì rõ ràng trong đó là tội danh 331, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo 331. Thì chúng ta thấy rằng là rất là căng thẳng cho ông thầy khi mà các luật sư đã lên tiếng và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải có những cái lên tiếng để mà bảo vệ họ. Bởi vì ông Thích Chân Quang này không nói đích danh cụ thể cá nhân ai, mà nói rằng là trong giới luật sư thì rõ ràng chúng ta thấy là gồm tất cả luật sư ở Việt Nam này ra để nói rồi, hoặc là thậm chí là cả thế giới, cho rằng cái ngành luật sư này là cái ngành gọi là nói dối nhiều nhất. Thì mình không biết rằng là cái câu chuyện này đến mức độ này thì nó còn sẽ đi về đâu với những cái phát ngôn của ông này nha cô chú anh chị. Mặc dù thì mình cũng còn video này, nhưng mà mình không muốn đăng lại hoặc lan tỏa cái điều mà nó không đúng để mà cô chú chị nghe lại. Có lẽ rằng quý vị đã nghe, từng nghe về cái câu chuyện mà ông Thích Chân Quang đã từng có nói, thì cái câu chuyện luật sư là người nói dối nhất. Và cần phải xác minh lại cái video clip này đảm bảo tính xác thực và chính xác, và khi đó thì mới xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thì lần này thì căng thiệt rồi. Lần này thì quá to rồi. Nếu như thật sự đúng như vậy thì rõ ràng đây là cái tội 331 nha cô chú anh chị, liên quan đến một tổ chức ngành nghề, đó chính là luật sư, chứ không phải là một cá nhân nào hết. Thưa quý vị, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đó là nguyên tắc và cũng là giá trị nhân văn minh của pháp luật. Phải làm rõ video clip trên, nếu clip giả thì xử lý người làm giả tung lên mạng xã hội, nếu đúng thì xử lý ông Thích Chân Quang. Đó mới là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Rõ ràng mình cũng đã từng gọi là có những cái quan điểm và cái ý kiến như thế này, làm rõ tất cả video clip, những cái nội dung mà ông này nói trên mạng xã hội, không phải là chỉ gọi là một ngành nghề luật sư đâu, mà ông này còn nói liên quan đến ngành nghề như là tòa án hay là viện kiểm sát này kia nữa. Thưa cô chú anh chị, ông từng nói rằng là tòa án không công bằng, ở trên thế gian này không có sự công bằng, tòa án hay viện kiểm sát này kia thì có thể đều bị mua chuộc, nhưng chỉ có ở dưới âm phủ đó thì mới gọi là công bằng, không bị mua chuộc. Thì mình không biết là ông này có cái chủ đích hay cái ngụ ý là nói đến cá nhân nào, nhưng mà mình thấy rằng xúc phạm đến một số những cái ngành nghề, đặc biệt là về phía ngành nghề phía cơ quan chức năng đó, từ tòa án đến viện kiểm sát, là mình thấy nó không đúng rồi, nó sai rồi. Không biết trong cái bài giảng đó thì ông thầy Chân Quang này ông muốn mang đến một cái giá trị gì, muốn truyền tải đến Phật tử mấy chục ngàn Phật tử của ông là cái quan điểm gì. Nhưng mà rõ ràng để một nhà sư mà thuyết giảng về giáo lý nhà Phật mà mang những cái câu chuyện ví dụ liên quan đến những cái vấn đề nhạy cảm, những cái ngành nghề mà nó đặc thù, và những cái ngành nghề mang lại một cái lợi ích kinh tế nữa, rất là lớn cho đất nước chúng ta phát triển, vậy là mình thấy nó chưa hợp lý. Thưa quý vị, có thể mang những cái câu chuyện khác ra để ví dụ, để so sánh, tại sao nhất thiết là phải mang những cái vấn đề mà đem ra để hù dọa con người ta một cách kinh khủng và
và mang những cái ngành nghề để mà nói xấu, nói không tốt về họ. Thưa cô chú anh chị, thậm chí là đi tập gym, đi chơi thể thao mà ông ấy cũng cho rằng đó là cái mất phước, đi du lịch, đi xả stress thì cũng lại là bị rất là nhiều thứ, kể cả ăn uống, nằm ngồi, nằm võng, ngủ máy lạnh. Đó là cái điều mà người ta phục vụ cho mỗi con người. Nhưng mà ông ấy đều bác bỏ tất cả, chống đối lại thiên nhiên. Ông ấy cho rằng là đang chống lại thiên nhiên, điều đó là không tốt. Có nghĩa là phải nắng nóng cỡ nào, nắng cháy da cháy lưng, hạn hán, cô chú anh chị mấy cái mùa vừa rồi hạn hán với ngập lụt với hạn hán khô hạn dưới miền Tây đó, ông ấy phải nói rằng bây giờ là ngủ máy lạnh là không được, mất phước hết, tổn phước hết, phải ra những trời nắng chấp nhận với thiên nhiên vậy đó. Bão lũ gió dòng bão tố cỡ nào cũng không được né tránh, thì mình thấy rất là buồn cười với những cái nội dung này cả nhà. Mình rất là đồng tình với những cái quan điểm phải cần làm rõ tất cả những nội dung này. Ai tung video clip lên nhằm mục đích gì thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung cắt ghép nếu như có, giống như mà ông Thích Chân Quang thì đã từng nói là ông bị hại, ông bị cắt ghép, đồ đệ của ông ấy cũng nói như vậy, ông nói là truyền thông bẩn, là giặc gì đó cắt ghép hại ông. Thưa quý vị, vậy thì cần phải làm rõ cái điều này. Mình thấy rằng này căng rồi, liên đoàn luật sư cũng đã lên tiếng rồi, thì có lẽ cái nội dung này sẽ phải được làm rõ rồi, bởi vì nó ảnh hưởng đến nguyên cả một cái ngành nghề. Cô chú anh chị ở đây mình không biết rằng có ai là hành nghề luật sư hay không. Nếu như mà thật sự là hành nghề luật sư đó thì mình nghĩ rằng cần phải có cái ý kiến và quan điểm cá nhân riêng, hoặc là có một cái khiếu nại gì đó về cái câu chuyện, cái bài phát ngôn thuyết giảng này của ông Thích Chân Quang. Cần phải làm rõ video clip, nếu bị cắt ghép thì trả lại cái sự trong sạch cho máy. Còn nếu như mà không có cắt ghép mà máy cố tình dùng những cái câu chuyện đó ra để mà hạ uy tín của một cái ngành nghề, của một cái tổ chức như vậy, thì đúng rồi, cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật để rõ ràng, một sự văn minh, không có vùng cấm. Bất cứ ai, kể cả không phải đó là một cái, không có không phải là nhà sư hay là bất cứ cá nhân nào, với những cái phát ngôn mà nó gây ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức của người khác, thì cô chú anh chị thấy rõ là như vậy đó. Rõ ràng là dưới mấy chục ngàn Phật tử của ông ta, ông ta mang những cái câu chuyện thuyết giảng và lồng ghép cái câu chuyện nhân quả vô một số các ngành nghề, một số các gọi là các đặc biệt là các nền kinh tế của chúng ta, như là cà phê nè, nông nghiệp xuất khẩu nè, rồi cho đến là giống nè, rồi các địa điểm du lịch, rất nhiều thứ khác nữa mà có lẽ rằng ở đây mình không có thể liệt kê hết cho cô chú anh chị. Thì ý kiến quan điểm của quý vị như thế nào về cái câu chuyện ngày hôm nay, và mình tin rằng đó phía liên đoàn luật sư họ cũng đã lên tiếng như vậy rồi, thì khoảng thời gian sắp tới đây sóng gió sẽ tiếp tục kéo tới thầy trò của Angela Phương Trinh vô cùng kinh khủng nha cô chú anh chị. Thấy cũng tội đó, nhưng mà thôi cũng kệ, bụng làm thì dạ chịu đi. Thầy đã từng nói mà khi mà chúng ta gọi là cái này là có khi là một trong những cái lực nhân quả của bản thân ông Thích Chân Quang này, khi đã phát ngôn như vậy thì lãnh lại một số những hậu quả, chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, đó là điều bình thường thôi. Mỗi công dân đều bình đẳng, không kể đó bất cứ ai, kể cả đó là một nhà sư hay là như thế nào cả nhà. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị trong những video rồi dùng mới tiếp theo. Xin chào.